Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Vào ngày hôm qua, một cơn bão kèm theo mưa tuyết và gió lạnh tiếp tục đổ bộ vào thành phố Chicago của Mỹ, làm hàng trăm chuyến bay phải hủy bỏ. Trước đó, thì một trận bão tuyết mạnh bất thường đã tấn công vào miền đông bắc của nước này vào mấy ngày qua, khiến nhiệt độ tại hầu hết tất cả các bang của Mỹ đều xuống dưới 0 độ C. Theo các chuyên gia khí tượng, cơn bão đầu tiên trong mùa đông này tấn công lượng tuyết rơi dày khoảng 18 cm và gió mạnh 70 km/h. Hôm qua, các chuyến bay ở sân bay quốc tế O'Hare dừng hoạt động trong vòng 45 phút, nhiều chuyến bay bị hủy bỏ, còn nhiều chuyến bay tiếp tục bị hoãn trong ngày hôm nay. Một số trường học và đường cao tốc buộc phải đóng cửa. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, bão tuyết sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác của nước Mỹ như Minnesota, Wisconsin và Illinois. Trong khi đó, người dân và chính quyền thành phố New York vẫn đang tích cực dọn dẹp những núi tuyết khổng lồ đang phủ kín thành phố. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cảnh báo nếu nhiệt độ tăng lên nhanh sẽ xảy ra tình trạng ngập lụt và các tòa nhà bị sập. Ông đã ra lệnh chuyển nhiều thuyền, giày cao su, túi cát và các trang thiết bị khác tới những khu vực phía tây của bang để đối phó với các trường hợp khẩn cấp xảy ra. Bang New York là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất khi tuyết rơi dày 1,5 mét đã được ghi nhận tại thành phố Buffalo và các khu vực lân cận. Bão tuyết trong mấy ngày qua cũng cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người,